Kính thưa quý thính giả, Ngạn ngữ Việt Nam có câu, con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Cộng sản Việt Nam tự làm ra luật, gọi là luật ăn cướp, nhằm chiếm đoạt tài sản người dân. Những ai dám chống lại thì chúng sẽ không ngần ngại tru di tam tộc, tức giết cả ba đời. Dù là người đã làm ơn, cho chúng ăn, nuôi chúng lớn, phục vụ chúng suốt một đời, như bài học máu mới đây mà gia đình cụ Lê Đình Kình vừa lãnh nhận. Mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Hồng Phúc và kỹ sư Lê Thành Nhân, Chủ tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào kỹ sư Lê Thành Nhân, Chủ tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng. Vâng, chào anh Hồng Phúc và quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Dạ thưa ông, xin ông vui lòng cho biết cảm tưởng của ông về cái vụ án của cụ Lê Đình Kình tại Hà Nội vừa rồi. Vâng, thưa anh Hồng Phúc và quý thính giả của Đáp Lời Sông Núi. Nếu chúng ta nghĩ rằng có một bọn cướp của, rồi sau đó chính đồng bọn của họ ngồi ghế quan tòa để xét xử, thì làm sao những người bị cướp của không có tội được? Hơn nữa, cái đám cướp này muốn giết người để diệt khẩu, để tránh hậu quả về sau, thì phải giết sạch đà cụ Lê Đình Kình. Cho nên vụ án ở Hà Nội vừa rồi, thì có hai con cụ Kình bị tuyên án tử hình nữa là ông Lê Đình Công và ông Lê Đình Kích. Và cháu nội của cụ Lê Đình Kình là Lê Đình Doanh cũng ở tù chung thân. Nói tóm lại, cả ba đời cụ Lê Đình Kình bị thảm hại gần như là tru di tam tộc. Nhìn sâu vào vấn đề thì đây là một lập lại một sự phi ân bồi nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã giết bà Nguyễn Thị Năm trong vụ án cải cách ruộng đất trước đây. Gia đình cụ Lê Đình Kình cũng là đóng góp công sức cho chế độ cộng sản không ít, nhưng khi cần cướp đất thì Cộng sản Việt Nam vẫn giết một cách rất là thê thảm. Vụ án này thật ra là một cái cảnh tỉnh cho những ai đang phục vụ cho chế độ Cộng sản Việt Nam hãy thức tỉnh, từ bỏ chế độ bảo quyền càng sớm càng tốt. Vâng thưa. Dạ thưa ông, qua vụ án này đó thì dư luận ở trong và ngoài nước lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đi đến tận cùng sự tàn bạo và phi nhân. Thưa ông nghĩ sao về vấn đề này? Vâng thưa quý thính giả trong và ngoài nước của Đài Đáp Lời Sông Núi và thưa anh Hồng Phúc. Từ nhỏ đó tôi có nghe câu ca dao là con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Ngày nay cướp ngày là quan nhang nhạc dưới cái chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đi đến sự tấn công của phi nhân mà thế giới phải đồng lòng lên tiếng. Bọn cướp ngày này nhân dân một đạo luật quái gỡ từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lên nắm quyền. Cái đạo luật đó là đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà nhà nước phải thống nhất quản lý. Một cái câu ngắn ngội đó đã gây hàng triệu tội ác làm cho dân tình sống vất vượng trong cảnh thiên hoa, gây nên bao nhiêu cái chết bi thảm chỉ vì họ bảo vệ cái mảnh đất mà trong đó có bàn thờ tổ tiên của cha ông họ để lại. Đây là đầu mối của cướp ngày là quan lùng hành trên đất nước chúng ta rất là tàn ác. Quan địa phương thì cướp nhỏ, quan trung ương của Bộ Chính trị thì cướp lớn đến hàng triệu đô la. Tất cả quan lớn nhỏ đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không ai vào đây cả. Việt Nam đất thì không tăng mà người thì lại tăng, do đó giá đất càng ngày càng cao. Hơn nữa nhiều cái công ty ngoại quốc vào đầu tư Việt Nam cần mua đất để xây dựng hạ tầng cơ sở. Thế là quan cướp ngày cứ tạo ra đủ trò lương lèo để cướp đất, cướp vườn, cướp ruộng của người dân với doanh nghiệp quy hoạch nhà nước dựa vào cái điều luật quái gở trên. Thì khi nào đó mà còn cái nhà nước Cộng sản Việt Nam thì cái đạo luật đất đai quái gở đó nó vẫn còn tồn tại. Và chuyện cướp đất giết người gây nên tội ác vẫn còn tiếp diễn hàng ngày hàng giờ một cách vô nhân tính trên đất nước Việt Nam của chúng ta vẫn còn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Việt Nam Quốc Dân Đảng đã dành thời giờ để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Vâng, trân chào quý khán thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi và mến chào anh Hồng Phúc.